Thái Võ Sinh kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thái Võ Sinh được nói rất rõ như thế này. Đây là một cái nội dung bản tin, cũng như là sau đó có nghĩa là ở cuối cái bản tin này thì sẽ có những cái lời bình luận. Bình luận của ai ạ? Bình luận của những người Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài, cũng là người Việt ở nước ngoài luôn. Thì vốn dĩ là cái bản tin này là nó ở nước ngoài mà, ở Mỹ quý vị. Bản tin này thì đã được gọi là Sở Thuế của Hoa Kỳ, người ta đã công bố và người ta chia sẻ cho tất cả những thợ nail cũng như là những chủ tiệm nail cũng có thể được biết. Biết qua, có thể gọi đây là một cái lời cảnh báo từ Sở Thuế của Hoa Kỳ. Thì sau khi mà đọc qua cái bản tin này đó, ở cuối cái bản tin thì ta bỏ thấy là nhiều người Việt của mình họ có lùm xùm với nhau, họ xôn xao, họ lời qua tiếng lại với nhau. Chút nữa Thái Võ sẽ chia sẻ luôn. Thôi thì bây giờ Thái Võ xin mời tất cả quý vị có thể cùng nghe qua cái nội dung của bản tin này trước, và sau đó thì nghe xong quý vị cũng có thể nhận định, nhận xét thêm cũng được nha quý vị nha. Và theo đó thì nội dung đã được cho biết chi tiết như thế này. Thái Võ xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể cùng lắng nghe. Trong mấy năm gần đây, do không hiểu rõ các luật lệ phức tạp của vấn đề phân định sự khác biệt giữa người làm việc độc lập và nhân viên ở trong ngành nail tại Mỹ, đã có rất là nhiều chủ tiệm nail đã trả công cho thợ không đúng theo luật quy định và đã bị phạt nặng nề sau đó bởi Sở Thuế IRS và các cơ quan lao động. Từ đó thì một số chủ tiệm nail trước đây đã dùng 1099 MISC để chia lương với thợ đã lần lượt chuyển sang cách làm bảng lương và đã dùng W2 để trả lương cho thợ như là một người nhân viên, với mục đích là để tránh rắc rối với IRS cũng như là các cơ quan lao động tại đây. Tuy nhiên thì qua những cái đợt kiểm tra ồ ạt của các cơ quan lao động trong thời gian vừa qua đã nhắm vào những tiệm nail trên khắp nước Mỹ. Đã có rất là nhiều những tiệm nail mặc dù là đã dùng W2 để trả lương cho thợ như là một người nhân viên cũng vẫn bị những cái khoản tiền phạt rất nặng vì là đã không tuân thủ vào cái quy định của luật lao động trong việc trả lương cho nhân viên. Thêm vào đó là thời gian gần đây thì tại các nơi trên nước Mỹ, từ California cho đến New York, nhiều tiệm nail đã trả lương cho thợ bằng W2 đã trở thành mục tiêu khiếu nại hoặc là thư kiện bởi những thợ nail vì là đã phạm vào cái luật lao động của nước này. Cái lý do chính khiến cho chủ tiệm nail đã dùng W2 trả lương cho thợ và sau đó thì đã bị phạt bởi cơ quan lao động là bởi vì chủ tiệm nail đã không ghi rõ cái số giờ làm việc khi mà người chủ tiệm nail này trả lương cho thợ, hoặc là vì cái số tiền ở trên check lương của thợ nó không có phù hợp với số giờ làm việc mà cái người thợ đó có quyền được hưởng theo quy định của luật lao động của Mỹ. Trong nghề nail của người Việt tại Mỹ thì đã có nhiều chủ tiệm nail vẫn có thói quen trả lương một phần bằng cái số tiền mặt theo cái sự đòi hỏi của người thợ nail đó, nhưng mà người chủ tiệm nail lúc này lại không muốn khai báo đầy đủ cái lợi tức. Và thói quen trả tiền mặt cho thợ như vậy, nó không có chứng từ, sẽ là một cái sự trở ngại và một cái sự rủi ro rất là lớn đối với chủ tiệm nail khi mà người chủ tiệm nail này dùng W2 để mà trả lương cho nhân viên mà người chủ tiệm nail đó không hiểu rõ cái luật lao động của Hoa Kỳ. Gần đây thì theo như chúng tôi được biết, đã có rất là nhiều chủ tiệm nail đã bị phạt khá nặng trong những cái vụ kiểm tra của các cơ quan lao động trên khắp nước Mỹ. Riêng tại tiểu bang Georgia, với khoảng chừng hơn 100 tiệm nail, chỉ trong mấy tuần lễ đầu đã có rất là nhiều tiệm nail của người Việt đã bị phạt trong một cái chiến dịch kiểm tra quy mô phối hợp giữa cơ quan EDT và văn phòng ủy viên lao động. Và một số tiệm nail trong đó thì đã bị phạt hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Theo luật hiện hành thì chủ tiệm nail sau khi bị phạt sẽ có rất ít thời gian để có thể khiếu nại hoặc là xin tái xét. Nếu mà qua cái thời gian này chủ tiệm nail không kịp làm thủ tục khiếu nại thì quyết định phạt sẽ tự động trở thành chung cuộc. Và tiểu bang lúc này thì sẽ áp đặt quyền cầm giữ trên chủ quyền mọi tài sản cá nhân của chủ tiệm nail cho đến khi mà thâu đủ các khoản tiền phạt cộng với khoản tiền lời. Ngoài ra thì cũng cần biết rằng hiện nay thì cơ quan lao động của các tiểu bang đều có thỏa thuận trao đổi thông tin với Sở Thuế Liên bang IRS và các kết quả kiểm tra của tiệm nail luôn được cơ quan lao động thông báo đầy đủ đến IRS. Vì vậy, các tiệm nail sau khi mà bị phạt bởi cơ quan lao động cũng sẽ có thể trở thành đối tượng mà bị kiểm toán trong cái vấn đề thuế vụ bởi Sở Thuế IRS. Và trước những cái cuộc kiểm tra bất ngờ của các cơ quan lao động hiện nay đang diễn ra trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ nhằm nhắm vào các tiệm nail,
cùng với những cái vụ thợ neo đã cùng nhau khiếu nại và thư kiện chủ tiệm. Để có thể tiếp tục tồn tại thì quý vị chủ tiệm neo cần áp dụng cách thức trả lương cho thợ bằng 1099 MISC hay là W2 thì cũng cần phải tìm hiểu các luật lệ thế dụ và lao động áp dụng trong cái trường hợp của tiệm mình. Nếu như không biết phải làm thế nào cho hợp lệ thì hãy tìm hiểu một cái sự trợ giúp của những người mà có hiểu biết về chuyên môn trong cả hai lĩnh vực thế dụ và luật lệ lao động. Và điều quan trọng hơn hết, đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà tự tạo ra cho mình nhiều cái hại rất to lớn mà nó không thể lường trước được. Thì đó là toàn bộ cái phần nội dung của bản thông cáo này mà Thái Võ đã chia sẻ cho quý vị được nghe đó. Thì đúng thật là Thái Võ cũng không rành gì về luật lệ thế dụ của Hoa Kỳ quý vị. Thực ra Thái Võ cũng không rành đâu. Chỉ thấy đây là một cái vấn đề mà cũng gọi là cần thiết, cho nên là mình chia sẻ cho quý vị được nghe thôi. Nhưng mà dường như quý vị, cái vụ mà trả tiền mặt một phần đó, rồi sau đó thì có người ta muốn nhận thêm một khoản check, nhận tiền mặt 50%, rồi sau đó còn 50% kia thì gọi là nhận theo cái dạng check, đóng thuế cho chính phủ. Thì bên Canada nó cũng có nữa. Ví dụ như là một người ta đi làm nhà hàng đi, hoặc là người ta đi làm farm đi, hay là làm neo cũng vậy. Thì nó cũng vậy thôi. Có những người thì người ta thích ăn tiền mặt. Đến chi ạ? Để người ta khỏi phải đóng thuế đó. Thì khi mà ăn tiền mặt như vậy đó, cái người chủ lúc này họ trao tiền mặt cho cái người thợ, cho cái người mà làm công cho họ đó, trao tiền mặt xong rồi cũng đâu có giấy tờ gì mà gọi là chứng minh đâu. Thì không có chứng minh thì mai mốt sở thuế hay là sở lao động người ta vào cuộc, người ta điều tra, thì lúc này biết nói chuyện sao quý vị. Thì nôm na thì cái vấn đề nó dễ hiểu như vậy thôi. Bởi vậy mà sau khi mà nhiều người người ta có đọc qua cái bản tin này á, người Việt của mình tại Mỹ á, họ đọc qua thì họ cũng gọi là họ cũng có cho biết một cái sự cảm nhận, cảm nghĩ, cũng như là họ bình luận vậy nè. Theo đó thì có một người tên là Bông Lê thì đã nói rằng: làm lấy nửa check, nửa tiền mặt, khai nghèo để xin trợ cấp tiền ăn tiền nhà cho rẻ, đa số làm như vậy, rồi sau đó thì mang tiền đi đầu tư chỗ khác để làm giàu qua mặt chính phủ, mong chính phủ hãy sàng lọc lại. Rồi một người khác thì cũng cho biết: tôi có một vài người quen đang làm nghề neo. Người này thì có tên là Liên Mai quý vị. Tôi có một vài người quen đang làm nghề neo hoặc là chủ tiệm, nhưng thế má không phải là chuyện một ngày một buổi. Như là phim Tàu vẫn có câu đó: băng đá dày 10 thước không phải chỉ mới đóng kết một vài hôm. Bởi vậy tôi xem chỉ cho biết thôi, vì nói ra chỉ làm cho người ta bức xúc với mình. Mà cho dù nếu có ai làm sai từ trước tới bây giờ thì cũng không còn kịp để có thể cứu vãn được tình thế nữa. Rồi một người khác tên là Lan Nguyễn thì cũng bày tỏ cái cảm xúc rằng: nói tóm lại là đừng bao giờ đùa giỡn với sở thuế. Người ta đều biết hết, nhưng mà người ta không làm liền đâu. Người ta cứ cho mình thoải mái, sau đó thì người ta âm thầm chơi với mình đó nhé. Đừng bao giờ đùa giỡn với sở thuế. Đi làm ở đâu thì cũng phải đóng thuế. Rồi thấy một người khác thì cũng bày tỏ cái quan điểm như thế này, chia sẻ như thế này: ở đâu mà cho mình trốn thuế? Tại vì chưa bị bắt cho nên là chưa sợ thôi. Mỹ mà đã bắt một lần, như là hồi vào năm 1983, 1984 gì đó, bắt một cái bác sĩ, một ông bác sĩ gian lận Medicare. Thử hỏi là bây giờ Mỹ chỉ vào những tiệm neo ở một thành phố nhất định nào đó, theo dõi và điều tra trong một tháng, rồi sau đó thì bắt chọn. Làm nhiều giờ nhưng mà chỉ khai bán thời gian. Làm 5-6 ngàn một tháng mà chỉ khai 1.500 để có thể được ăn trợ cấp. Trong khi chạy xe thì chạy Lexus, Tesla, Mercedes để mà đi làm hàng ngày, làm neo trốn thuế, chủ và thợ xài sang, chân diện, nổ đến nỗi ai cũng biết. Nói đến neo là đều biết trốn thuế, khai gian để mà ăn trợ cấp. Rồi thêm một cái bình luận nữa đi. Bình luận này là của một người có tên là Bích Thùy. Bích Thùy thì đã cho biết như thế này: đã lừa dối thuế còn tham lam lấy thuế của nhà nước. Một đất nước cường quốc dễ gì mà qua mặt được chính phủ. Đã có cái bản tính tham lam lừa lọc quen rồi, cho nên là cứ nghĩ chính phủ Mỹ là đại khái là không có được thông minh. Thì người ta viết cái chữ đó đó, ba chữ thôi, Thái Võ không có đọc ra. Đã có bản tính tham lam lừa lọc quen rồi, cho nên cứ nghĩ chính phủ Mỹ là đừng có làm như vậy nhé. Hãy sống trung thực và đạo đức thì vẫn tốt hơn.
Thêm một cái bình luận nữa nè. Linda Rowe, một người có tên là Linda thì đã bày tỏ như thế này. Lúc gạt được, ăn ngon mặc đẹp thì mọi người cứ nói rằng Mỹ y như là cái từ mà Thái Võ nói là không có được thông minh đó, trái ngược lại. Tới lúc mà bị bắt, chữ ngờ không có học được, lúc này cũng không biết phải làm như thế nào. Thì nói chung là người Việt của mình tại Mỹ đó quý vị, sau khi mà họ đã đọc qua được cái bản thông cáo này, những người ngoài cuộc đó thì họ đã cho biết một cái sự nhận xét, cũng như là họ bình luận, họ cho biết cái sự cảm nghĩ của họ về cái chuyện thuế má rồi thuê người lao động tại Mỹ làm neo đồ này kia đó. Thì đại khái là người Việt của mình đã có bình luận và cho biết như vậy. Vậy thì còn quý vị thì sao ạ? Sau khi mà quý vị đã nghe qua cái bản tin này rồi, quý vị là những người nghe ngày hôm nay bản tin này thì quý vị cũng đã được biết, thì quý vị có cảm nghĩ như thế nào ạ? Liệu là những lời mà nhận định của các vị độc giả mà nãy giờ Thái Võ đọc cho quý vị nghe đó, là người ta nói như vậy là có đúng hay không quý vị? Hay là họ nói như vậy là oan ức cho những người làm thợ nail, hay là những người chủ tiệm nail nói như vậy là có oan hay không quý vị? Quý vị cho biết đi, để mà mình có một cái sự phân xét ở đây nữa. Và nhìn chung thì ngày hôm nay đây là một cái bản tin, một cái bản thông cáo Thái Võ xin được chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị và các bạn chúng ta có thể được nghe, cũng như là quý vị có thể được biết đến. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những tin tức trong những ngày kế tiếp. Bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và đã luôn lắng nghe hết video này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video kế tiếp.